Cao Trang Food xin chào các bạn. Hôm nay với chủ đề món ngon khoái khẩu, xin giới thiệu với các bạn món ăn từ những nguyên liệu rất bình dân nhưng mình làm nên món ăn ngon lắm các bạn. Đó là mề gà xào củ sắn. Nguyên liệu của mình là một khay mề gà 250g, một ít thịt ba chỉ khoảng 50g. Các bạn lưu ý là thịt ba chỉ mình cắt thật là mỏng, cũng như mề gà cắt thật là mỏng thì mình để cái thịt đông đá đó các bạn. Khi mình mua về thì mình rửa xong rồi mình cho vào một cái túi rồi mình cắt dần thì cái miếng thịt nó sẽ rất là ngon. Phần mề gà thì mình rửa sạch với nước giấm hoặc là giỏ chanh. Rồi sau đó mình thái thật là mỏng, mình cầm cái miếng mề gà mình thái ngang. Các bạn nhớ là cái mề gà của mình á, nếu như nó còn đông đá thì mình thái nó sẽ đẹp hơn. Cho nên sau khi mình rửa sạch để ráo, mình cho vào ngăn đông rồi mình cắt á, nó sẽ dễ và đẹp. Đây là phần thịt mình đã thái xong, cũng như là ba chỉ. Mình thêm 1/4 muỗng tiêu xay và 1 muỗng cà phê nhỏ hạt nêm. Rồi mình trộn lên thật là đều, để khoảng 5 phút. Cái củ sắn hôm nay mình xài là củ sắn dụng đó các bạn. Ở đây có trọng lượng là 800g. Mình mua củ sắn xào ngon thì mình phải lựa củ sắn non, lớn hoặc nhỏ đều được. Hôm nay thì mình mua củ sắn này rất là rẻ tiền, 1 kg chỉ có 10.000 thôi. Nhưng mà củ sắn nó còn non, nó nhỏ, nó dụng, nhưng mà nó ngon các bạn. Phần củ sắn á, thì mình gọt vỏ, mình bỏ hết những cái phần cứng, những cái phần mà thâm đen. Rồi sau đó mình có cái bàn bào thì mình bào sợi. Các bạn đừng có bào sợi quá mỏng. Mình thích sợi to thì mình bào sợi to. Củ sắn này nhỏ thì mình bào sợi dừa cũng được. Mình lưu ý là trong củ sắn này cái nước nó nhiều lắm. Nếu như mình xào củ sắn để mình đổ bánh xèo thì mình phải vắt bỏ bớt cái nước đi. Hoặc là mình lấy cái củ sắn này mình làm nhân bánh khác thì mình vắt bỏ nước bớt. Nhưng đặc biệt là mình xào củ sắn thì mình không cần phải vắt bỏ nước đi. Và phần xào thì mình phải canh cái lửa, mình đừng có để lửa quá to. Thì củ sắn nó sẽ ở bên ngoài thì nó khô nhưng bên trong nó còn đổ nước. Khi mình xào như vậy nó không có ngon. Vì vậy mà các bạn phải hết sức chú ý để xào cái món củ sắn ngon á, thì cái độ lửa mình canh nó không có quá to cũng không quá nhỏ, chỉ lúc mình xào thịt á, thì mình tăng cái độ lửa lên để giữ củ sắn nó vừa thấm mà nó vừa rút nước. Cái nước củ sắn nó ra là đủ để làm cho chín. Tạo cái hương thơm cho cái món củ sắn xào với lại mề gà thì mình thêm khoảng là 6-10 tay cái nấm hương để tạo mùi thơm. Cái phần lá nêm á, thì các bạn có thể dùng lá quế, ngò, thì hai cái lá này nó sẽ tạo lên cái mùi thơm dễ chịu lắm. Còn nếu như các bạn thích cần tàu á, thì các bạn dùng cần tàu cũng được, nhưng mà phần cần tàu phải thật là non để tránh cái lá nó nhẫn, để làm cho cái món củ sắn nó không được ngon. Ngoài ra, các bạn có thể dùng hành lá cắt thật là nhuyễn các bạn. Nếu như mình có cần tây hoặc là hành bó rô thì mình cắt thêm một chút cho nó thơm. Phần lá nêm thì mình cắt có độ dài khoảng 0,5cm, vừa tạo hương thơm mà vừa trang trí đẹp nữa các bạn. Nấm hương khô thì mình ngâm ở trong nước nóng hoặc là nước lạnh đều được cho nó mềm ra. Rồi mình cắt thành những cái sợi, một tay nắm thì mình cắt khoảng 4 sợi là được. Tỏi á, thì mình dùng 5 củ, rồi mình dùng cái khối mình xay hoặc là mình mầm cho nó nhỏ để mình phi tỏi cho nó thơm dầu. Và mình lấy cái phần xác tỏi á, để mình trang trí cái món ăn của mình. Nấm hương thì mình trần qua nước sôi khoảng 1-2 phút. Mình vớt nó ra rồi mình xả qua nước lạnh để mình rửa hết những cái màu nâu của nó đó.
Rồi mình vắt nước, mình bỏ cái nước nó đi cho nó ráo bớt. Xong hết rồi, bây giờ mời các bạn vào bếp nóng với mình ha. Cái chảo nóng á, thì mình cho khoảng 3 muỗng dầu. Rồi sau đó mình cho hết cái lượng tỏi vào. Mình phi tỏi cho nó vàng, vàng đều. Rồi mình lấy cái xác tỏi này ra. Trong lúc mình phi tỏi á, các bạn lúc đầu mới cho tỏi vào thì mình bật lửa to được. Nhưng mà khi mà tỏi nó hơi sang chuyển sang vàng thì các bạn giảm cái lửa lại. Cái dầu nó nóng sẵn nó nhanh lắm. Mình vớt tỏi ra rồi thì mình cho một ít cái hạt tiêu. Rồi sau đó mình cho hết cái phần ba chỉ và phần mề gà vào. Mình xào nhanh, nhanh tay. Lúc này mình sử dụng cái lửa nó lớn á, để cho nó thấm cái mùi thơm của tiêu và tỏi, dầu nó thấm vào. Trên màn hình các bạn thấy cái phần này đã thấm rồi. Thì mình cho khoảng 2 muỗng rượu nếp hoặc rượu gạo vào. Mình xào nhanh lửa lớn để khử hết cái mùi của cái lòng mề gà. Lúc này thì mình luôn giữ cái độ lửa thật là to. Khi mà mình nhìn thấy các cái thịt mề của mình nó khoảng 90% thôi, mình cho tiếp nấm hương vào. Rồi mình thêm, nếu như cái chảo mình thấy hơi khô thì mình cho chút dầu thơm. Còn không thì mình cứ xào để cho nó bóng bóng cái thịt lên. Rồi tiếp theo mình cho thêm một muỗng rượu nữa, xốc chảo cho thật là đều để cho nó chín và nó ngấm cái gia vị vào thịt, đồng thời nó tăng cái mùi thơm. Mình lưu ý trong quá trình mình xào thì cái chảo của mình lửa nóng cho rất là mau mau khô, cho nên mình phải để cái phần nước ấm kế bên hoặc là phần rượu kế bên để mình châm thêm khi chảo nó khô cho nó ngon. Khi mà thịt á, mình nhìn thấy nó đã chín gần như là hơn 90% rồi thì mình cho hết cái củ sắn vào. Mình không để nó chín quá thì tất cả loại thịt nó sẽ teo trở lại, nó nhỏ mà nó lại dai nữa. Khi mà cho củ sắn vào thì cái lượng lửa mình phải giảm đi, giảm cho lửa nó nhỏ trở lại các bạn. Rồi mình xào cho thật là đều. Cái củ sắn á, thì nó mảnh, nó ngắn. Mình phải xóc cho đều nhanh tay, chứ nếu không thì nó không có chín kịp. Cái cách mà mình nhìn cái củ sắn của mình nó chín á, là nó trong các bạn. Lúc nó chưa chín thì nó có cái màu trắng đục, khi chín thì nó sẽ trong. Còn nếu không thì các bạn cứ thử thì các bạn sẽ cảm nhận được là củ sắn của mình đã chín. Để tăng cái màu cho nó đẹp một chút thì mình dùng khoảng nửa củ cà rốt. Mình bào sợi cũng đúng cái size kích cỡ của củ sắn. Mình tạo cái màu cho nó đẹp lên một chút. Thì khi cái rau xào của mình nó sẽ có màu xanh, rồi màu của cà rốt và màu trắng của củ sắn, rồi màu màu nâu á, của cái nấm và thịt này nó sẽ đẹp hơn. Khi mà củ sắn chín tới rồi thì mình cho hết cái lượng rau nêm vào. Rồi mình cũng trộn lên cho thật là đều. Rồi mình cho một nửa cái phần tỏi phi vào luôn để cái hương nó thơm đều với nhau. Các bạn chú ý là khi mình xào thì mình thấy cái chảo của mình nó ráo, thật là ráo đó các bạn. Nó ráo như vậy á, nhưng mà vẫn còn một ít nước ở trong cái củ sắn. Mình xào giai đoạn có củ sắn vào lửa nhỏ để nó lấy cái phần nước trong củ sắn ra. Nếu như mình xào lửa lớn á, thì cái phần củ sắn của mình vẫn còn nước ở trong. Khi mình ra đĩa thì nó sẽ đổ nước ra. Bây giờ thì mình ra đĩa cái món củ sắn của mình đã hoàn toàn xong rồi các bạn. Nó rất là ngon, mọi thứ nó hài hòa với nhau. Đa phần món xào thì kèm theo đó là nước tương và có một chút ớt. Nhưng riêng mình thấy là những cái món xào mà nó hơi đặc biệt á, như là món xào hôm nay thì mình dùng nước mắm Y và có ớt cay thì nó sẽ đậm vị và nó tăng thêm
cái phần ngon lên rất là nhiều. Ra đĩa xong thì mình cho một ít cái tiêu xay và phần tỏi phi lên trên đĩa là hoàn tất rồi các bạn. Cao Chân Phú rất là cảm ơn, chân thành cảm ơn các bạn luôn ủng hộ, xem và chia sẻ kênh. Mong các bạn sẽ có nhiều sức khỏe, thành công trong năm mới. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn.